Quyết. Anh Quyết Auto xin kính chào quý vị các bác nhé. Trong buổi chiều tối muộn ngày hôm nay thì anh Quyết Auto xin phép các bác thực hiện một video để tiếp thị đến các bác những cặp loa JBL và PV. Trước mắt các bác là một cặp loa PV SP 2G, dòng loa sở hữu một bát 40, một tép kèn. Dòng này thì từ 200 2 côn 100 và tép côn tép nó côn 44 nha các bác nhá. Họng tép nó họng côn tép sâu, tép trẻ để lời ra cái tiếng tép tiếng bát rất là hay luôn. Đấy, 2 SP. SP 2G PV cao cấp. Và tiếp theo em về là một cặp JBL MMG nữa các bác nhá. 215 sở hữu một bát 40, một tép kèn. Các bạn đẹp long lanh luôn. Cặp này thì sở hữu một thùng nỉ nhá, khác với 415 nha các bác nhá. Còn này là con 215. 415 thì xương từ bát nó khác mà 215 xương từ bát khác nhá. Con này thì từ 19 họng 76 các bác nhá. Đấy. Bây giờ được một cặp nữa thôi. Thì tiếp thị các bác để các bác nắm được những sản phẩm đang có buổi chiều hôm nay. Thì sau đây em quay một đoạn video ngắn để thực hiện thì cho bác nghe cái chất âm nghe nhạc cũng như là cao nghe nhạc của chiếc loa PV SP 2G này. Okay. Bao đẹp bao duyên cho các bác nhá. Và em về được những cung đẩy TV Axel Tech mã số MA 8004, sở hữu 4 kênh nhá nhá, 4 kênh. Ngoài ra 800 mã một kênh. Các bác nhìn nào thì nó biết rồi. Với bác số S7S520 đếm đầu tay mà chờ. Như vậy các bác. Thời gian trôi qua mà đang đánh vào một cú đẩy này nhá nhá. K800 độ nhảy của dòng PV rất cực lớn. Con này 800 vạn kênh. Và một chiếc vang cơ sớ KM66 Jaguar. Hoặc tìm trong mắt nhau. Quá hay luôn. Đường đẹp ra nó bay. Bát cũng sâu lắm. Trông bát nó rất tuyệt vời các bác nhá. PV 2G made in Uira. SP 2G. Tình tôi mang tâm tư như tình em. Ước vọng sao mong biết khi cho là mất cuộc đời ai giống ai. Còn đẹp như mới luôn. Ai mang nhiều tha thiết, còn đen mỏng luôn. Thêm nhiều liên tiếc mới thấy đã thấy mơ bao giờ rồi. Cặp loa thì cao cấp này là tốt quá nhá, 340, 30, 25 đều đổi đủ hết. Và như cặp loa DK của anh xin em nhá, DK sub 4718X và 4725X. Rất nhiều những sản phẩm năm nay. Đây là cặp 415 này các bác, đây là cặp 415 nha. Còn cặp 215 thì đây. Bây giờ nó giống nhau nhưng mà thùng 415 nó xin cát, thùng 215 nó bùng nỉ các bác. Nói sao cho cạn lời, nhớ thương lâu dần vời, dấu trong tim chuyện cũ, người bao mây gió trôi. Quá tuyệt vời luôn. Quay sách của nó vẫn còn bóng các bạn, vẫn còn bóng lớp giấy bóng đây, nhưng mà không cậy ra các bác nhé, để nguyên bản mộc của nó nhá.
bao đẹp bao duyên cho các bác. Chất nó ra tiếng ngay ngọt luôn. Cà phê Tết thì không phải nghĩ rồi. Ai mang nhiều tha thiết, thêm nhiều liên tiếc mới thấy đồng đã bấy quay được đoạn video ngắn để tiếp thị cho các bác những sản phẩm đang có mặt tại trung tâm ngày hôm nay. Các bác nào nhu cầu sở hữu những sản phẩm cao cấp cũng GB cũng như cặp PV SP 2G này thì liên hệ với em qua số máy 0339062184 để được tư vấn và hỗ trợ lắp đặt cũng như là tư vấn để được giá tốt nhất các bác nhé. Ok, em xin cảm ơn các bác đã theo dõi video.